Theo người bán có tên TDQ tại khu vực Hà Đông, những mẫu xe ô tô điện mini có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc, đủ 4 chỗ ngồi, kích thước tương đồng với những mẫu ô tô chạy xăng cỡ nhỏ và phần lớn là các thương hiệu không có tên tuổi. Công năng quảng cáo không kém gì những xe ô tô đắt tiền, nhưng đến lúc muốn tìm hiểu kỹ hơn để mua xe, người bán đề nghị tham khảo các mẫu xe và lựa chọn qua hình ảnh hoặc video có trên mạng. Nếu trưng bày sản phẩm hay địa chỉ đăng ký kinh doanh đều không có. Điều quan trọng là khi được hỏi xe điện này có đăng ký được không, thì câu trả lời từ người bán lại là không. Không, nghe rất đơn giản, nhưng mà khi điều khiển xe ra đường là vi phạm giao thông, mà chỉ được chạy trong những đoạn đường nội khu hoặc là các khu nghỉ dưỡng. Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết những mẫu xe ô tô điện mini giá rẻ của Trung Quốc đang bán trôi nổi trên thị trường đều chưa được cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường, nên không đủ các giấy tờ cần thiết để đăng ký xe, đồng nghĩa xe không đủ điều kiện để lưu hành trên đường. Do vậy, vấn đề lớn nhất khi điều khiển những mẫu xe điện mini giá rẻ không được đăng kiểm và đeo biển chính là hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ. Nếu điều khiển xe gây tai nạn còn có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng và bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù từ 3 đến 10 năm.